được chào tất cả các quý vị Phật tử cùng toàn thể những khách quê hương. Từ đây đoàn Thiên Nhạc chúng con xin được về mừng lễ hội kỷ niệm 612 năm ngày sinh Mẫu Bảo Lương. Từ đây đoàn Thiên Nhạc chúng con xin được kiến dâng lên những bản nhạc ấm quê hương.
thanh niên trong làng, các quý khách thập phương đã tiếp tục vào thắp hương để lễ bố. Xin mời các cụ đồng chân. Thank you.
đội thứ ba là đội cờ của do đội quan, đội thứ tư là hai đội thứ sáu là đội cát khi cát cờ bóng, đội thứ bảy có ba nước quan trước trận không cờ bóng, đội thứ tám là tám nước quan trước cờ bóng, đội có các đơn vị và ở thủ thế chuẩn bị yêu cầu các đội tham quan đã có chuẩn bị thôi, hiện nay là chưa nào các thủ tục và cáo bắn mẫu, chúng ta chỉ chuẩn bị không ai được khởi động, chưa ai được thực hiện đâu ạ. Thank you.
Rồi thế ra ngày sinh nhật. Kiểu mốt đầu năm đã được bắt đầu. Đội lên lên, đội lên. Xin chúc mời các đơn vị lên vai theo thứ tự. Đi đầu là bạn Nguyễn Minh Hùng. Đánh chào quý khách, đã về với
Đi qua đi. Đêm bà về đến đây là mình ra đây luôn.
anh à. Thank you.
mình đấy, đẹp ra cho động đấy. Thank you.
quý đã không đất mở tặng Việt Nam, sắc tổng quý sở hệ tổng tâm, biết chảy một dòng và tiền luôn xuôi của mình. Chúc thưa quý vị, chúng ta sở hết đạt và sáng nhất họ, và cùng với những Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.